Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay, ngày 21 tháng 4 năm 2022 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, mới đây ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã viết thư ngỏ kêu gọi những người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản ATM để nhận được nhiều tiện ích hơn. Theo thống kê của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay cơ quan này đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thông qua tài khoản ngân hàng cho hơn 158.000 người trên tổng số hơn 242.000 người. Như vậy, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thông qua tài khoản chỉ đạt tỷ lệ 65%, còn khoảng 35% vẫn đang thực hiện chi trả bằng tiền mặt. Theo ông Mến, việc nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản ATM sẽ giúp người hưởng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Việc nhận qua tài khoản sẽ góp phần thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, giữ an toàn cho sức khỏe người hưởng. Đồng thời, khi người hưởng ốm đau hoặc có việc bận không ra điểm chi trả tập trung được, người hưởng vẫn nhận được lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng kịp thời theo quy định. Từ những tiện ích trên, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người hưởng muốn đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thông qua hình thức tài khoản ngân hàng thay cho việc nhận bằng tiền mặt thì đến các địa điểm chi trả thuộc hệ thống bưu điện hoặc liên hệ với Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và quận huyện để được hỗ trợ. Người dân cũng có thể đăng ký qua ứng dụng VSSID hoặc vào trang dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Ngày 21 tháng 4, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ba gác khiến cô gái trẻ tử vong. Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân trên đường Phan Văn Trị nghe thấy tiếng xe máy rượt đuổi nhau. Một số người thấy cô gái trẻ chạy xe máy hiệu Vario màu đỏ biển số Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Phan Văn Trị theo hướng từ đường Nguyễn Oanh về đường Thống Nhất, miệng chi hô cướp và chạy đuổi tốc độ theo hai nam thanh niên chạy phía trước. Khi đến giao lộ với đường số 3, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, cô gái được cho là không chú ý đến đèn tín hiệu giao thông nên va chạm với xe ba gác do người đàn ông điều khiển. Va chạm cực mạnh khiến chiếc xe máy hư hỏng, nhiều hàng hóa trên xe ba gác đổ xuống đường, cô gái trọng thương tử vong tại chỗ. Một người phụ nữ bán hàng trên vỉa hè cho biết, thời điểm này đường vắng, cô gái chạy tốc độ cao, chỉ hô cướp. Lực lượng chức năng quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ban đầu, nạn nhân được xác định là nữ sinh viên tên NTV. Đại diện công an phường 10 cho biết, ban đầu xác định đây là vụ tai nạn giao thông. Trong khi đó, một nguồn tin từ công an quận Gò Vấp cho biết có nghe thông tin rằng cô gái truy đuổi cướp dẫn đến tai nạn, nhưng nguyên nhân cuối cùng vẫn đang được điều tra. Thưa quý vị, với việc thị trường chứng khoán mất điểm mạnh trong phiên sáng nay đã khiến chỉ số VN Index đã mất mốc 1.400 điểm. Theo các chuyên gia, thị trường lao dốc mạnh đến các phiên giao dịch trước khi giới đầu tư bán tháo cổ phiếu để cắt lỗ, đồng thời bị sức ép giải chấp cổ phiếu đến từ các công ty chứng khoán. Ngoài ra, thị trường rất mạnh hôm nay còn vì hiệu ứng việc bắt giam ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lotus Holding vì tội thao túng chứng khoán vào tối muộn hôm qua, ngày 20 tháng 4. Vào cuối năm 2021, cổ phiếu thuộc họ Lotus Holding như TGG, BII, AGM, LDP, SMT tăng hàng chục lần trên thị trường chứng khoán, khiến giới đầu tư xôn xao vì đây là những doanh nghiệp với hiệu quả kinh doanh bình thường mà cổ phiếu tăng vọt trong thời gian rất ngắn. Thị trường bắt đầu đặt vấn đề về việc sự tăng giá bất thường này, nhưng ông Nhân đã báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không có tình trạng làm giá, thao túng cổ phiếu. Vào cuối tháng 3 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Louis Holding 160 triệu đồng vì hành vi giao dịch cổ phiếu TGG vượt quá giá trị đăng ký. Louis Holding cũng gây rúng động thị trường với hai thương vụ đầu tư vào cổ phiếu Thủ Đức Hầu và Hoàng Quân để trở thành cổ đông lớn nhằm mục tiêu đưa người vào ghế hội đồng quản trị hai công ty này. Nhưng khi không đạt được mục tiêu thì thoái sạch vốn. Trả lời báo chí, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá vụ việc thao túng giá của ông Nhân là rất phức tạp và gây tác động đến thị trường chứng khoán.
Theo cơ quan chức năng, vào lúc 1 giờ 13 phút rạng sáng cùng ngày, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại số nhà 116B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà dân, tiếp giáp nhà B9, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Tại khu vực cháy, có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai thang đưa 2 người này từ mái nhà xuống vị trí an toàn. 5 người được xác định đã tử vong, trong đó 4 người chết tại hiện trường, 1 người chết tại bệnh viện. Ngoài ra, 2 người khác bị thương. Nhiều người dân sáng nay vẫn chưa hết bàng hoàng, đứng bàn tán xôn xao về vụ hỏa hoạn cướp đi mạng sống của nhiều người. Một số người dân sinh sống cạnh đó cho biết, rạng sáng nay khi đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Một lúc sau, nghe tiếng chi hô cháy, cháy, cứu tôi với. Sau đó cả căn nhà, khói bốc lên ngùn ngụt, lan cả xe máy. Cùng ngày, UBND TP Hà Nội có văn bản hòa tốc gửi Công an thành phố, Sở Lao động Thương binh Xã hội và UBND quận Đống Đa về việc điều tra xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Kim Liên, quận Đống Đa. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có vi phạm. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Thưa quý vị, Tòa Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chồng giết vợ do ghen tuông xảy ra trên địa bàn thành phố Ngã Bảy hồi tháng 10 năm 2021. Kết thúc phiên xử, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Vân, 49 tuổi, 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân xấu số là bà NTT, vợ của bị cáo, tử vong do chấn thương sọ não. Theo cáo trạng, bị cáo Vân và bà T là vợ chồng, kết hôn từ năm 1994, có 2 con chung. Trong quá trình sinh sống, Vân nghi ngờ bà T có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Từ đó ghen tuông nên nảy sinh ý định giết bà T. Chiều ngày 20 tháng 10 năm 2021, bị cáo Vân đã khóa trái cửa nhà, cầm khúc gỗ dài khoảng 55cm đã chuẩn bị từ trước, đánh liên tục 2 cái trúng vào đầu làm bà T té từ trên giường xuống đất. Không dừng lại, Vân tiếp tục đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, trán, vai và tay cho đến khi nạn nhân nằm yên bất động. Sau đó, khi thấy bà T còn thở, bị cáo Vân tiếp tục dùng dây ni lông siết cổ nạn nhân cho đến khi sợi dây đứt mới dừng lại. Hậu quả, bà T tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não. Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng 4, Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh, 24 tuổi, Đoái Hữu Nghĩa, 22 tuổi, Nguyễn Văn Quý, 25 tuổi, Nguyễn Thanh Quang, 32 tuổi và Nguyễn Phú Tài, 20 tuổi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là nhóm người đã cầm hung khí đến con hẻm 76 đường Tôn Thất Thuyết, phường 16 tấn công khiến 3 người bị thương. Theo điều tra, TQH, 24 tuổi, ngụ quận 4, xảy ra mâu thuẫn với người yêu cũ là chị TTKT về vấn đề tiền bạc. Hôm 11 tháng 4, chị T cùng 4 người khác đến nhà hát để đòi tiền thì xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Cô gái cùng nhóm người rời đi. Do ấm ức, chị T đã kể lại sự việc với bạn trai mới của mình là Minh. Nghe chuyện, Minh tức giận, gọi 9 người mang theo hung khí đến tìm hát để nói chuyện. Hậu quả, nhóm Minh đã đánh chém khiến anh hát và 2 người khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Vào cuộc điều tra truy xét, Công an quận 4 đã bắt Minh và những người liên quan. Một số người khác hay tin vẫn bỏ trốn. Công an hiện phát đi thông báo những người này nhanh chóng đến đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Kính thưa quý vị, sáng 21 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy PC07 Công an thành phố Hà Nội có báo cáo ban đầu về vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không ăn côn trùng gây ngộ độc như trường hợp vừa xảy ra ở huyện Krông Tro. Theo ông Nguyễn Văn Đan, cơ quan chức năng cũng xác định chiều 18 tháng 4 có 4 người tại xã Đắc Sông bị ngộ độc do chế biến sâu băng miêu để ăn, trong đó người ăn nhiều nhất đã tử vong, 3 người còn lại bị ngộ độc. Hiện 3 người bị ngộ độc đã xuất viện sau khi được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Krông Tro. Như PLO đã thông tin, chiều 18 tháng 4, ông Đinh Văn Gré, 59 tuổi, ngụ xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, bắt nhiều côn trùng có thân màu đen, đầu màu đỏ rồi chiên để ăn cơm cùng một số người. Tối cùng ngày, những người ăn đều bị đau bụng, buồn nôn, đau đầu, tiêu chảy.
Đến rạng sáng 19 tháng 4, ông Gré tử vong, những nạn nhân còn lại được đưa đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Krông Trờ. Họ đều là người từ tỉnh Quảng Ngãi đến để làm thuê ở xã Đắk Sông. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.